lên đưa lính kìa. Tổ em, tổ cho em. Tổng thôi. TS Sport cung cấp những dòng sản phẩm thiết yếu phục vụ cho bóng đá, giá tốt và chất lượng cao. Hãy ủng hộ kênh của Theory Style bằng cách mua hàng qua đường link bên dưới nhé. Ok, và vẫn đang ở trường trung học phổ thông Tân Bình ở quận Tân Phú, Hòa Bằng, quận Tân Phú anh em. Đây anh em đội trẻ đang khởi động cho một trận đấu giao hữu với đối thủ áo xanh nghe trận chia mình thì xanh dương. Cũng hôm thì khởi động bên này. Thực ra thì đội trẻ Lê Minh FC đã tập trung và tập luyện được 2-3 tháng gần nay ở đây luôn, sân này luôn. Thì tại vì mình không có cập nhật những cái thông tin về đội trẻ Lê Minh trong thời gian vừa qua. Đội trẻ đã tập trở lại và huấn luyện viên chính đó là coach Tài Beo. Thì nay coach Tài Beo không có ở đây, thì có hai trợ lý Kim Vici và kia, và mình giờ cũng làm trợ lý huấn luyện viên cho đội trẻ Lê Minh luôn, để cùng hỗ trợ mấy anh em đội trẻ tập luyện trong thời gian sắp tới ha. Okay. Em tên gì? Dạ em tên Quốc Bảo. Quốc Bảo hả? Dạ. Ok. Quốc Bảo. Đây là trời quen quá nói em tên... Minh Khôi. Minh Khôi. Ok, trời ơi, Nhật Linh làm BV mình rồi. Hải Phương. Yes. Một clip với Hải Phương rồi. Rồi đúng em. Thảo. Hả? Anh Thảo. Ok. Rồi. Quân Di. Cái gì Quân ra? Di Quân. Cao Trạng. Ok. Tấn Đạt. Thành Nhật. Rồi em Hoàng Giang hả? Ok. Công tới ha. Ok. Đức Hiền. Ok. Minh Tuệ. Chắc Tùng. Hả? Bá Tùng. Ok, biết Tùng thôi. Giờ biết Bá Tùng. Mày Anh Tú. Anh Khoa. Rồi em tên gì ta? Văn Linh hả? Văn Linh. Ok. Ok, giờ trận đấu chuẩn bị bắt đầu ha. Mình xin phép nói thêm là đội trẻ Lê Minh đa số loại cầu thủ sinh năm 2001 và 2002. Linh đi vô. Trạng. Vàng mới đúng không? Okay. Nổi rồi, nhé trái banh nổi. Ui. Dứt. Ui, nhẹ quá vậy. Xoay được lên ơi. Tổ kia bờ. Lên xoay lên được em. Về lại. Ui. Số 5 Hoàng Giang mới tham gia buổi đầu tiên cùng đội đã có 3 pha nhét bóng lên lỗi. Cái này là do đá vội nè, không quan sát xem đồng đội ở trên đã có mặt ở vị trí thuận lợi để nhận bóng hay chưa mà đã đá rồi. Thường thì đồng đội phải xuất hiện và sẵn sàng nhận bóng thì mới đưa, chứ không có đưa bậy như thế này được. Giang đen rút kinh nghiệm nha. Đi được. Ôi đi biên kìa. Tuần. Chạy về chim kìa. Chân trái. Phải. Đủ rồi. Tốt chim. Đi, 2-1 á. Chân chích mũi. Chà. Keeper. Đổi.
đi vô nè. Trời ơi, viết cho banh chén vậy. Lỗi bàn thua trong pha bóng này xuất phát từ tình huống nhét bóng lên của Trần Đức Hiền, dẫn đến pha mất bóng và mất ổn định vị trí của hệ thống phòng ngự. Tiếp theo đó là Minh Khôi đã không giữ được cự ly phòng ngự tốt trước đối thủ, dẫn đến bị vượt qua dễ dàng. Ngay cả pha đệm bóng cận thành sau đó của đội bạn, Đức Hiền cũng không tập trung để kèm người. Hiền cắt qua đây, Hiền cắt đây, Hiền tường được. Dòng về, dòng về. Được. Ok. Nhất. Trời ơi. Ok. Đưa. Không được lại, không được lại, không được lại. Không được lại, từ. Đánh ra tùng, đánh ra tùng. Ok, còn cái nữa. Ok lão, ok lão. Em tạo hai người, em thấy còn lão. Lên, 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 lên. Ok Tùng. Lên được, lên được. Anh đi. Xuống sớm em. Ok. Cú nhá sút bằng chân trái của Đức Hiền bẻ gãy hoàn toàn số 11 đội bạn. Cú dứt điểm bằng chân phải sau đó thì tương đối nhẹ, không gây nguy hiểm. Nhưng được cái là xuyên hai cái bóng áo xanh làm cho thủ môn giật mình và lọt qua chân thủ môn vào lưới. Nói chung thì cú sút cũng không mấy tốt nhưng cứ vào lưới là ok nha. Vậy vậy rẽ tung, lấy tung. Ok, tiếp tục. À. Từ keeper. Lụm anh từ rồi. Qua chim. Red, hai, hai kẹp. Ok, lên lên, qua được lên. Lên lên lên, đưa lên kìa. Tổ em, tốt chim. Nhận bóng bằng gầm giày, rồi tung ra cú dứt điểm bằng mu bằng chân thuận. Bóng đi căng làm cho thủ môn không kịp phản xạ. Đây là một pha xử lý tốt của Hải Phương và cũng rất là cơ bản dành cho một cầu thủ ala chân trái đá ở biên phải. Một một qua được chim. Một một. Rồi nhét lên. Về về tiếng hai. Chim, chim đứng đầu anh, chim đứng đây, rồi đạn đứng đây, không đạn đứng sau, đạn đứng sau, rồi trước này là Linh nè, còn hai là Trạng, còn hai là Trạng, ha, rồi thả đây, một á là Linh hả, Linh thả hén, quặt, quặt nhẹ thôi, đứng lại, chạm suốt, quặt, chim chạy tới, một là nhả chim, hai là nhảy góc rồi, em có hai lựa chọn, em có hai lựa chọn em nhìn này, có nhớ lên bắt em không, nhóm em quyền bỏ hén cho đạn, họ đứng luôn em kém suốt, quặt thả lại cho chim, chim chạy tới, chim chuyền xong rồi chim phải chạy tới nha. Rồi ok, nhả làm sao cho bạn xuất. Dứt. Tổ em. Chủ động lên. Linh giữ cho anh chắc lên. Nói về cái chiến thuật trong cái bài đá phạt này như sau ha. Đây là Nhật Linh. Nhiệm vụ Nhật Linh là phải lóc ông số 5 này lại trước mặt. Nếu như ông này tiến lên, Linh lóc phía trước, lóc được phía trước, Hải Phương chuyền cho Nhật Linh, trả về, bước lên, dứt điểm, hang. Thì nếu như ông này lóc ở phía sau lưng, lóc phía trước mặt thế này, chiếm được phía trước mặt thế này, thì bóng chuyền qua Nhật Linh, bỏ bóng cho Lâm Trường bước đây, dứt điểm. Ha. Ok, mà
May mắn cái là Hải Phương đưa trái banh cũng không có tốt, Nhật Linh cũng không có lấy được cái quả banh này, mà ông số 5 này cắt lên vô tình là tạo tình huống trả về thuận chân cho Hải Phương dứt điểm ghi bàn. Đều pha bóng phối hợp may thôi nha anh em, có chiến thuật nhưng mà may mắn thôi. Đánh được, đi được, đưa lên. Đi, 2 đánh 1. Nhất, qua đâu? Em đã cố đi, em đã cố đi. Trời ơi, chụp cái bánh lại. Một pha bóng thể hiện sự thiếu tập trung của hàng rào. Nếu trọng tài không yêu cầu có còi thì phải luôn đứng sát và che hết đường đá phạt nhanh của đối thủ. Xem lại pha này, hy vọng là ông tới sẽ tự rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Rồi, hơn người, hơn người. Bên đây, bên đây, bên đây. Dứt. Thông bảo. Về lại, về lại tụi. Được, xoay được. Tổ em, dứt. Cục 2, trời ơi. Tiếp tục, tiếp tục. Chen chen, che đường chen. À. Tổ kiếp bờ. Tường, 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 tường. Ok, vòng về, vòng về, vòng về. Nhẹ khổ quá. Chuyện trái, dứt luôn. Ok. Đúng rồi, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đấy. Về, về nhanh, về nhanh. Tốt kia bờ. Được thôi. Ok, lên được. Lên, 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 lên. 1-1. Trời ơi. Hơi sâu. Chạy vậy thôi nè. Dứt em. Cái nữa. À. Tốt thôi. Một pha ném bóng tốt của anh Khoa, tiếp đó là pha đỡ bước một bằng gầm giày cũng rất tốt của Minh Khôi, đã đem lại một bàn thắng nữa cho trẻ Lê Bảo Minh. Pha bàn khá nhanh và đơn giản giữa thủ môn và pivot. Tổ em. Tông, tông. Đứng ngoài đây nè, đứng ngoài đây ngồi. Tổ tùng. Ở đội trẻ, Lê Bảo Minh có anh Tài Bèo làm có chính. Nhưng đợt này anh Bèo bận giải quốc gia ở Đà Lạt rồi, nên anh Kiên Messi đứng có chính thay cho anh Bèo. Mình với Huy Mập thì làm trợ lý 2. Anh Kiên thì theo đội cũng 2 tháng nay rồi, nên biết rõ các cầu thủ có những ai, thế mạnh là gì, đang tập những chiến thuật như thế nào. Còn mình thì đây cũng là lần đầu tiên mình lên với đội, nên cũng hơi bỡ ngỡ, chưa có nhiều thứ để làm. Nhưng thời gian tới mình sẽ cố gắng khai thác được nhiều hơn. Anh em chờ xem nhé. TS Sport cung cấp những dòng sản phẩm thiết yếu phục vụ cho bóng đá, giá tốt và chất lượng cao. Hãy ủng hộ kênh của Theory Style bằng cách mua hàng qua đường link bên dưới nhé. Bước qua lên, bước qua nhanh lên, nhanh lên. Qua được. Ok. Được. Ok, tốt chim.
Nó nói hay chân trái lại, chân trái. Chân trái xuất đầu không? Có đâu, bữa xuất tốt lắm á. Ok. Bữa chân trái xuất được á. Được, cộng 2 nè. Ôi. Hiền ơi. Trước mặt kìa, trời ơi. Giang ơi. Tốt tốt. Rồi, 2-1 á. Đi, dứt. Thôi em. Bài 2-1 này triển khai như sau ha. Thì coi cầu thủ cuối cùng của đội bạn đang cắt hướng nào. Chẳng hạn nếu mà chạy trước mặt trực diện như thế này, ta có thể đá chuyền qua bước cao lên, thủ môn ra, chuyền cục 2, ăn bàn. Trường hợp này thì số 4 che giữa, nói chung là che đường chuyền giữa hai cầu của trẻ Lê Minh, thì nhấn thẳng vượt qua thủ môn này ra, chuyền cục 2, bước lên ăn. Đưa bảo, đưa bảo. Đưa biên, bức tường. Về, về lại em. À, cái nữa. Gót. Dứt. À. Phải được, đi được. Ôi trời. Được. Hay gì? Vậy qua được luôn. Cho đi vậy. Đây, 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 đưa. Cùng hai luôn. Nhất cái nữa. Sao đóng, đóng chi khó vậy? Dứt điểm tinh tế là rồi. Quất cho hết cây không à? Rồi, kiếp bơ xử. Thôi em. À, đưa ngay em. Ok, không lại. Tổng tùng. Đi chim, nhanh chim, đi. Ok, lắm tốt. Cái nữa đạt. Quay dọc biên xuống được. Phải đó rồi. Cái giữ ngoài nó mới tùy được. Cái giữ là chân trái nữa rồi. Đại tố. Cao khôi, cao khôi, cao khôi. Đâu, đâu, đâu. Cao lên tách với em. Từ từ, từ từ đạt. Một. Ý da, chuyền ngon vô. Một được, một được. Ok, ok, ok. Sao, sao, sao. Chim có em. Ôi hay ơi, không không, cục trước, cục trước. Bên đây chim, bên đây chim, xây lại đây đi được. Ui chém anh cuối gót luôn, bên kia được đạt rồi, trả về có em. Bài 3-2 này triển khai như sau ha. Ta sẽ quan sát coi là cầu số 4 này đứng ở vị trí như thế nào.
chẳng hạn nếu mà che đường chuyền xuống đáy biên, số 3 là chỗ Đạt có thể nhấn lên dứt điểm ăn bàn ha. Rồi trường hợp đó thì cầu thủ số 4 ở giữa này là che ở giữa, che khoảng trống phía trước mặt của Đạt thì Đạt thảy xuống đáy biên. Rồi tiếp theo quan sát coi số 4 này làm gì. Số 4 này nếu như mà cắt đôi chân ra, đây số 5 là chỗ Khôi cắt giữa nhận cục 2 an, hoặc số 4 nhấn vô trong dứt điểm ăn ha. Còn nếu số 4 này lui về cắt đường châu, đơn giản thôi, Đạt bước lên này trả về dứt điểm chứng 2 ăn bàn. Tổng chim. Đưa nhanh, đưa nhanh. Cầu 2. Lại một bài 3-2 nữa. Và tình huống trong trận đấu thì diễn ra như thế này. Hai cầu thủ đội bạn đang phòng ngự chéo như thế này. Thì cái chúng ta cần quan sát đó là xem số 2 này đang cắt đường nào, ta có thể đá đường ngược lại. Chẳng hạn nếu như mà số 2 này cắt cao lên, che đường chuyền của từ số 3 lên số 5 này, thì chúng ta có thể thấy đây là nếu như số 3 thì cắt sâu lên đây và tạo đường cột 2 cho số 4 ăn bàn. Nhưng tình huống trong trận đấu hồi nãy thì số 2 lại có phần che giữa, thì chúng ta sẽ đá thẳng cho số 5 căn ngang cột 2 ăn bàn, khá đơn giản. Và kết thúc trận thi đấu, đội trẻ Lê Hữu Minh có chiến thắng dễ dàng với tỷ số là 7-1. Thế trận ban đầu có thể nói là khá cân bằng. Tuy nhiên đối thủ đi lực lượng cũng hơi mỏng cơm, nên càng về lâu càng đuối, không thể theo nổi các cầu thủ bên phía đội trẻ Lê Hữu Minh mình được. Và thông qua các clip thi đấu bóng đá của team trẻ Lê Hữu Minh, mình cũng đã truyền đạt được một ít tư duy về chiến thuật futsal cho mọi người cùng biết. Anh em thấy cách làm này như thế nào? Đừng ngần ngại comment ý kiến của các bạn cho mình biết với nha. Ok, kết thúc trận đấu của mấy anh em trẻ Lê Minh. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh đón chờ clip của mình trong thời gian tới nha. Sắp tới Lê Minh còn đá nhiều. Và giải U21 FA League sắp tới, hoặc phải League hay Cup là không nhớ, League hay Cup nữa, nhưng mà mình sẽ làm đội trẻ Lê Minh đá giải đó. Mọi người chờ xem nha. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. TS Sport cung cấp những dòng sản phẩm thiết yếu phục vụ cho bóng đá, giá tốt và chất lượng cao. Hãy ủng hộ kênh của Theory Style bằng cách mua hàng qua đường link bên dưới nhé.